Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình có hẹn với mấy anh em team lớn tới đây để bàn ra một ý tưởng mới mà quay phim. Nó quay gì ta? Chà, nó làm cái gì ghê gớm vậy ta? Chịu khó đợi chút xíu nha các bạn. 3, 2, 1, xong. Thằng nói gì quay lẹ vậy? Cho tao coi với. Mà mấy anh em mày quay clip vậy? Thì quay TikTok cho em biến hình nè anh. Trời đất ơi, cho em biến hình. Một là mày xấu gái xấu trai, mày biến thành đẹp trai đẹp gái. Hai là con người mình phải biến thành một nhân vật như siêu anh hùng hoặc là siêu nhân. Đằng này ba anh em mày đang là con người, mày không chịu cái mày biến thành động vật để làm cái gì vậy? Ê, trend này chưa ai làm nè, cho nên mấy anh em tranh thủ làm trước để ăn view chứ anh. Đúng rồi, lầy dữ vậy. Ủa, mà sáng mày kêu tụi tao tới sớm để làm gì? Tới đây bàn ý tưởng quay clip. Bây giờ cái đầu tôi chưa có một cái ý tưởng gì để quay phim luôn nè. Suy nghĩ tiếp. Hả? Một năm nay em chưa có thấy anh làm cái clip nào liên quan tới Halloween. Đúng. Hết á. Còn sao? Sẵn có cái đầu này ở đây nè. Tối nay đội lên hù tụi nhỏ chơi đi anh. Trời đất ơi, mày muốn hù người ta thì cái mặt nạ mày nhìn nó cũng phải ghê rợn chút xíu. Giờ một thằng thì đeo cái mặt nạ mèo, một thằng thì đổi cái đầu con ngựa. Ban đêm ban hôm mày hợp hợp ló ló, team Tony nó tưởng đâu mày động vật hoang dã, nó lấy súng ra nó bắn mày lỗ đầu. Đúng rồi, em nhớ anh có mặt nạ ba da tóc trắng đó. Hay là mình đem ra hù mấy đứa nhỏ đi anh. Đúng rồi, cái mặt đó mua mấy năm nay rồi, nó nhìn nó biết cho nó không được đâu. Không ổn rồi anh em ơi. Có bộ là mình phải mua một cái mặt nạ ma mới đem về hù tụi nhỏ nó mới sợ chứ. Đúng. Bây giờ thằng nào chịu đi mua? Coi kìa. Anh em nhìn tôi gì trời? Mày nhỏ tuổi nhất nè, mày đi mua luôn đi. Hết tiền rồi. Run. Đã không trúng nó còn bị té nữa, mất mặt với fan thiệt chứ. 2 hours later. Đeo cái mặt nạ đầu lâu này vô mà tối nay hù team Tony nó không sợ nữa thì chặt cái đầu mình bỏ nè các bạn. Ai mượn ai đứa bay đốt lửa vậy? Mình phải hung khối như vậy nhìn mới gùng gợn chứ anh. Team Tony nó lớn hết rồi, mình hù theo cách bình thường nó không có sợ đâu. Mình phải hung niêm khối gì nè. Cái kiểu này chưa kịp cho nó tao ngợp khói tao chết rồi đó hay không nội? Trời ơi, dẹp. Rồi giờ làm sao? Ngay lúc này anh sẽ tiết lộ cái hình thức troll team Tony tối nay. Đầu tiên em sẽ đội cái mặt nạ đầu lâu này vô giúp anh đi. Em trốn đằng sau bụi tre đó. Ok. Anh sẽ dụ team Tony theo từng nhóm, nghĩa là một nhóm khoảng 2 đứa 3 đứa thôi nha các bạn. Rồi anh sẽ dụ tụi nó làm sao đó cho đi là đằng bụi tre đằng kia. Ngay lúc đó em đội cái mặt nạ đầu lâu này em nhảy ra em hù cho anh. Thì có phải tụi nó sợ rồi không? Ok. Sau khi tụi nó sợ thì tụi nó sẽ chạy. Chạy về đây. Thì lúc này em đã thủ tí. Em đã đội sẵn cái mặt nạ ma da tóc trắng này nè. Em trốn đằng sau cái chuồng dịch đó, em nhảy ra em hù nó thêm một phát nữa là team Tony đó. Em nghĩ đây là clip cuối cùng em quay chung với anh rồi đó. Gì kệ mày. Thì anh kêu em trốn ngay chuồng dịch này phải không? Đúng rồi. Mọi người cứt dịch thôi là em mắc trí nhớ, lấy gì quay phim chung với anh được nữa. Thì một hồi nữa mày lấy cái ống nước mày rửa sạch cái chuồng dịch này đi. Gò thúi quá vậy. Anh Vinh, có khi nào tụi nhỏ nó không chạy quẹo về hướng này mà nó chạy thẳng luôn rồi sao? Mày phải đặt mình vào cái tâm lý của một cái đứa sợ ma chứ. Cái lúc sợ ma con người mình sẽ thường chạy về cái nơi có ánh sáng, nơi có nhà dân, hay là đâm đầu về nơi có bóng tối. Đương nhiên là phải chạy về nơi có ánh sáng, có nhà dân rồi. Anh không nói đúng rồi đó. Mày tính hù cho tao chết để mày lấy cái kênh Tony TV hả cô Tí? Mày là diễn viên phụ mà mày xài hàng còn xịn hơn của tao nữa là mày sao? Có đèn nữa. Diễn viên phụ là hình ảnh, mình đã mờ nhạt rồi các bạn. Cho nên mình phải tạo điểm nhắn để khán giả nhớ tới mình chứ. Nếu vậy thì càng tốt, tính ra mình đã có được 2 cái mặt nạ đầu lâu rồi. Ê mày, lấy điện thoại ra lên Zalo, hẹn team Tony tối đây ai. Rồi ok. Hẹn team Tony tối nay tới nha. Đại Ngọc Thanh trước. Rồi hẹn đi. Đây, Phong. Dạ, mũi căng quá đi. Tao hỏi mày hồi nãy mày hẹn mấy đứa mấy giờ tới mà bây giờ chưa có đứa nào. 7 giờ chứ mấy. Ngồi đây mũi cắn quá trời luôn rồi. Anh cũng bị mũi cắn vậy mình hụp xuống đi. Thằng nào mà không bị mũi cắn các bạn. Thấy vậy chứ quay mấy cái clip troll ban đêm này ha, nó khổ dữ lắm luôn. Đấy giờ tới các bạn. Nay quay chủ đề gì mà ban đêm ban hôm kêu tới đây vậy anh? Ủa? Hả? Rồi mấy anh chị kia đâu? Sao có ba tụi em vậy? Anh có hẹn hết rồi, chắc chút xíu nữa tụi nó tới đó. Rồi hôm nay anh quay clip gì? Nó lẹ đi, tới về nhà em còn học bài nữa. Trời ơi, nhỏ này làm gì mà nó nôn dữ vậy? Tối nay là quay một cái vlog rất là hay nha các bạn, rất là dân dã luôn. Mình sẽ ra ngoài cái hầm phía sau hè này nè, chỗ vườn của ông Phương đó, cắm câu cá lóc. Trời đất ơi, Không lẽ bữa nay mình quay tới sáng luôn hả anh? Mày tào lao nữa, mày ra ngoài đó mày cắm câu thôi. Rồi sáng ngày mai có cá hay không rồi ra ngoài ngoải quay phim tiếp. Giờ ba đứa đi đằng ghế đó ngồi đi. Anh ra ngoài trước gọi điện thoại kêu mấy đứa tới. Trời đất ơi, cô Tí ơi, sao mày té luôn rồi? Dạ. Hồn ta mà té. Trời đất ơi, cái thằng vô dụng này. Anh Vinh kêu mày trốn bên cái chuồng vịt, sao mày trốn bên đây rồi dấp cái sọt gác mày té rồi kìa. Trốn đặng chuồng vịt hứa cướp muốn chết chịu không có nổi nơi. Trời à, báo mày đã hại cái quạch tao đổ bể rồi à báo à. Báo qua báo rồi. Luôn. Rồi. Ra đây đi. Ủa? Em ủa mày lấy gì Quang Mập? Cái điện thoại chứ gì anh? Hồi nãy bị hù, hết hồn. Em giục cái điện thoại đi luôn. Trời ơi. Hồi nãy anh hù đây á, tụi em đã sợ rồi. Mới chạy luôn mãi, anh cô Tí ra hù thêm một lần nữa. Sợ té đá luôn. Thôi xong rồi đó, mấy đứa cũng phải giữ cái bí mật này, không có lên nhóm báo cho mấy bạn kia biết nha. Đúng rồi đó. Để mình tiếp tục cho mấy đứa khác nữa các bạn. Đúng rồi. Cái đầu lâu của anh Phong con mắt nó bán sáng nữa nè các bạn. Vậy mày mới sợ chứ. Cho là phải như vậy. Mà giờ mấy đứa đỡ sợ hơn chưa? Đỡ sợ hơn rồi thì giờ mạnh nay nấy đi về nhà đi trời. Để anh còn để dành thời gian hù mấy người khác nữa chứ. Nhớ giữ em lặng nha, không có nói mấy đứa nha. Mới hù xong rồi giờ kêu đi về. Ai đâu dám về các bạn. Thôi thôi không về đâu, cho em ngủ chị Phương. Đi về đi, đi về đi. Phong với cô Tí chia nhau ra nè, rồi đưa tụi nó đi về. Rồi làm lại. Cô Tí trốn chuồng vịt với mày. Rồi rồi biết rồi. Trốn làm bậy bạ không? Tao nha. Nha. Rồi nghe rồi. 5 minutes later. Tụi nó tới kìa các bạn ơi. Ủa anh Vinh, sao tối rồi mà anh kêu tụi em ra đây quay gì vậy? Trời đất ơi, em nhìn thấy trên tay của anh đang cầm cái gì không vậy? Ba cái lợp. Tối nay chúng ta sẽ thực hiện một cái vlog bắt ma. Bắt cá. Rồi cầm lên trên này đây. Cầm. Giờ đi bắt cá, còn chừng nào mới quay xong cái clip này anh Vinh? Em đặt cái lợp xuống dưới sông thôi. Rồi sáng ngày mai cá nó vô em mới quay vlog tiếp. Ủa anh? Ba đứa em à, còn mấy đứa kia đâu? Trời ơi, một chút xíu nữa tụi nó tới gì mấy em chịu khó đi đằng cái ghế trắng đó ngồi đi. Anh ra ngoài đón tụi nó tới. Dạ. Tụi này đi quay phim trễ, cuối tháng trừ lương mới được. Rồi coi kiểm tra mấy cái lợp nó có bị lủng không kìa. Mấy đứa kia lâu tới quá ha. Nè, cái lợp này ok rồi đó. Đó. Trời đất ơi, thằng Ngáo bước ra. Mày nghe tiếng của anh rồi đang là mày biết bị tròn rồi đó. Nó lo la không à, nó lo la không, nó không biết chứ. Bây giờ cái cảm nhận bị cho làm sao hả? Trời ơi, lần nào đã đi quay phim ban đêm cũng bị tròn chứ các bạn ơi. Vậy mà lần này vẫn bị tròn. Ngu thì chứ. Trời ơi. Thằng Ngáo nói mình mới đi. Lần nào anh Vinh kêu tới quay ban đêm cũng quay cái clip cho anh Mai này nè. Thôi chị biết rồi, chừng nữa anh Vinh kêu tới quay ban đêm là chị không có đi nữa đâu Hồn. Gì kỳ vậy? Hồn làm gì vậy? Thằng khứa này mày làm gì mày lặng lặng ở dưới háng vậy? Hồi nãy té rách quần luôn rồi trời. Trời ơi. Thôi bây giờ vậy đi. Hôm nào anh sẽ dẫn em lên cái shop quần áo của ông Trùm mua bù cho em lại quần chịu cho. Rồi giờ khỏe chưa, đỡ sợ chưa mấy đứa? Đỡ sợ rồi anh ơi. Đỡ sợ rồi, tự đi về được không? Đi thôi, ok bây giờ mình sẽ dẫn tụi nhỏ đi về luôn nha các bạn. Rồi. Nhưng mà tụi em phải im. Đúng rồi, giữ bí mật giúp anh. Tại vì cái mấy nhóm kia chưa có tròn. Rồi rồi, chị tiếp theo Phong gọi mấy đứa kia đi. Ngọc với Thanh Đại. Ngọc, Thanh Đại sẽ là ba đối tượng tiếp theo nha các bạn. Rồi rồi, mày đưa mấy đứa về đi để tụi tao set up. Mày thấy lần này mày chịu khó mày thử kích dịch cái là cho thành công này thấy chưa. Rồi đưa tụi nó về đi. Rồi Phong anh kia cô Tí vô chuồng vịt lại. Rồi thử kích dịch đi. Chào mọi người đi mấy đứa ơi. Chào bạn. Hello các bạn đã trở lại với kênh Tony TV nha. Anh kêu tụi em đến đây để quay clip gì vậy? Tối hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái vlog rất là kinh khủng. Săn Batman. Batman là gì vậy anh? Batman là con dơi, là đi bắt dơi đó mấy đại ca. Các bạn anh ơi, em nghe nói buổi tối con dơi thường đi hút máu lắm á. Mày học lớp mấy rồi? Lớp 9. lớp 9 mà kiến thức của bạn vậy hả, lên mạng nghiên cứu coi dê có hút máu không nha. Mấy đứa kia nó tập hợp ngoài vườn chuối của Tiểu Phương hết rồi, giờ mấy em đi thẳng ra ngoài đi, còn anh vô trong nhà lấy cái dụng cụ bắt dơi ra. Trời ơi, giờ này sao tụi em với em đi ra ngoài hả anh? Hụ quá, bọn chết nhát này trời. Anh dẫn mày ra ngoài luôn, xong rồi anh hoành vô anh lấy dụng cụ. Có anh này không sợ gì hết trơn á. Đi nè. Rồi. Trời ơi, cho anh thôi. Trời ơi, tính ra buổi tối lần nào anh Vinh kêu tụi mình qua đây quay phim là đều bị tròn nè. Vậy mà hết lần này tới lần khác vẫn bị hù. Bắt được cái khoảnh khắc tròn này nha các bạn. Ủa, mấy đứa kia có bị tròn không anh, hay là có bà đấy em không à? Đứa nào cũng bị mình tròn hết trơn rồi. Tim của mấy đứa là cái tim cuối cùng bị tròn đó em. Hứa với các bạn luôn, đây sẽ là lần cuối cùng mình qua đây quay phim vào buổi tối đó. Lần nào qua đây quay phim vào buổi tối cũng bị tròn hết á. Còn mày sao đại? Hồi nãy tao nghe cái miệng mày là la lớn nhất nè. Trời ơi, tao nghe tụi bay la, tao cũng hết hồn tao la heo. Dòng mấy con ma cỏ, ma đầu lâu này ăn nhầm gì mình các bạn. Không giấu gì các bạn luôn ha. Cái đường nhà mình nó còn ghê hơn cái chỗ ấy nữa. Che hai bên nó cao vậy nè, mà không có cái bóng đèn đường luôn. Đi hoài cái quen rồi. Rồi mày hết nổ xong chưa? Rồi mày nổ xong chưa? Mày hết sợ ma mà sao mồ hôi mày trong tim này là nhiều nhất đó. Ủa mà anh quay phim xong chưa để tụi em biết còn đi về học nữa. Thì giờ cho anh xong rồi mấy đứa về đi chứ. Đúng hả? Rồi, xong rồi đúng không anh? Coi lấy xe máy pha đèn đưa tụi em về nha. Vậy mày? Trời ơi. Thôi được rồi, vậy nè. Chút xíu nữa tụi anh sẽ pha đèn cho tụi em đi về nhà ha. Còn cái video cho ma mình tới đây là kết thúc thôi nha các bạn. Thì vẫn là thao tác cũ, đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông để cho kênh mình sớm đạt được 9 triệu sub nha mọi người. Thì ngay lúc này tạm biệt các bạn đi. Bye bye. Rồi pha đèn cho nó về mày. Đưa em về đâu nha. Mày làm tới đâu hồn? Quá trời heo, mày đang làm cái trò gì vậy? Thì tao làm xong cái quần cho con thỏ rồi, giờ tao đính móng tay không được hả mày? Cái quần mày làm sao đâu, đưa tao coi ai. Nè. Cái gì vậy? Mày có thấy cái lông con thỏ màu trắng không? Thì mày cũng phải lấy cái hạt màu trắng đính vô chứ. Tự nhiên mày lấy cái hạt màu đen đính vô, giờ nó thành cái quần bê luôn rồi kìa. Cái YouTube này á là dành cho những nhà sáng tạo. Con thỏ này màu trắng, cái mày đính